Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tự Quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 13 cây câu nha anh em. 13 cây câu này, 13 cây câu chia cho anh em đi lua gần, lua cá lóc, lua chẽm, lua mú. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây em cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán nếu hàng lỗi một số clip lên á thì em sẽ đăng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây quần hợp nha anh em, quần hợp cái túi đó luôn. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng của Olympic. Đó. Hàng này hàng Korea xuất nhật nha mọi người. Thì cái này dài là 3m62, nặng là 237g, đọt là 21, góc là 17, thu gọn là 126cm. Thì cây này tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 10 đến 25lb. Thì cây này cứng tương đương với M nha nè, cứng tương đương với M, phù hợp các mã code mã sức đầy đủ. Thì cây này sở hữu dạng phen là dạng phen Fuji, bát Fuji, chất liệu là chất liệu carbon nè, có xuất sắc nha. Đó. Có định vị luôn đây, có xuất sắc nha nè. Đó. Chất liệu carbon sáng chìm. Bu là bu xếp cho nè, bu xếp phen là phen Fuji, bát Fuji, nó càng có xuất sắc thời gian nha. Cái này thích hợp cho anh em đi câu lure gần, lure cá lóc, đánh chẽm. Anh em lấy cái này đánh chép cũng rất là ok luôn, đánh chép thì khỏi bàn, cực kỳ phê luôn. Đó. Rồi giá công khai cái thứ nhất, giá công khai cái nhất là 1,4 triệu nha anh em, 3 khúc 3m6, giá công khai là 1,4 triệu. Anh em lấy đánh chép cũng rất là ok nha, đánh chép đánh lăn xê. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần của thương hiệu Daiwa. Đó. Một cây cần của Daiwa nha anh em. Đó. Cây này, cây Daiwa này sở hữu dạng phen là dạng phen full sheet. Đó, nguyên bộ phen sheet luôn. Bu là bu sheet luôn. Đó, thấy bóng lưỡng không? Đó. Anh em. Cây này độ cứng chỉ có L thôi nha anh em, độ cứng 5L. Phen cực kỳ ok anh em, cán là cán bằng. Đó. Bát là bát Fuji luôn nha anh em, bát Fuji cán bằng, càng ngoại hình cực kỳ ok nha. Đó. Các mã có sức đầy đủ, cây này sản xuất tại Taiwan, mã có sức đầy đủ. Phen đề 3 nhìn cực kỳ ngầu anh em, phen này phen đề 3 Fuji ship, phen đề 3 30. Đó. Cây này thì bao họng hóc, bao lỗi lầm luôn nha anh em. Rất là đẹp nha, phen xít. Thì cây này chiều dài nó em đo là 2m59 nha anh em, 2m59, nặng là 190g, tải mồi từ 5 đến 21g, tải dây từ 6 đến 14lb, độ cứng của cây này là L, đọt là 1.6 ly, giá công khai là 1,8 triệu nha mọi người, đọt 1.6 ly, giá công khai 1,8 triệu. Cực kỳ ok luôn nè. Phen xít cực kỳ ngầu luôn. Thì cây này thích hợp cho anh em lua chẽm. Đó, lua chẽm đánh nháy hơi. Đó, đánh lóc mà nhắn đánh nháy hơi nha anh em. Lua gần. Đó, đánh biển. Tiếp theo sẽ lên cây số 3 cho mọi người. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần của hãng C-Stock. Đó, cây này của Korea xuất nhật nha mọi người. Đó. Cây này sở hữu dạng phen là dạng phen Fujigon, Bugon, phen gòn luôn nha mọi người. Đó, phen gòn luôn, còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, phen còn cực kỳ ok luôn, cán bằng cũng còn rất là mới luôn. Bát là bát Fuji, bát Fuji tem vàng, nguyên bộ phen gòn luôn, nhìn cực kỳ ngầu nha anh em. Đẹp lắm. Cây này dài 3. Cây này dài 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Đây, chính mừng dài 2m7. Cây này dài 2m7, tải mồi từ 10 đến 40g. Đó, cứng tương đương với M nha anh em. Thì cây này nặng 220g, dài 2m7,
đọt 21, tải mồi từ 10 đến 40 gram, độ cứng tương đương với M. Đó. Cây này hàng anh em thích hợp cho anh em đi câu lô lóc, lô chẽm, đánh nhồng. Cực kỳ đẹp nha anh em, hàng này chuyên cho anh em câu gần nha. Đó. Anh em lấy đi đánh chép cũng rất là ok luôn, cực kỳ cảm giác luôn á. Chỗ móc mồi vô, độ cứng M. Rồi, giá công khai cây số 3 giá là 1.600.000 nha anh em. Đó, fan còn đẹp nha mọi người. Đó. Cây số 3 và 27 giá 1.600.000. Độ cứng tương đương với M nha. Đó, test cho anh em xem. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây càng của thương hiệu Ryobi. Đó. Thì cây này độ cứng là ML. Đó, Ryobi độ cứng ML. Thì cái này sở hữu dàn phen là dàn phen xít cho anh em. Đó, nhìn phen nó đây. Cực kỳ bóng luôn, bóng mà đen nữa. Bu xít luôn, nhìn từ xa nó chói cho chói nè. Cái này độ mới nó rất là cao luôn, độ mới ra tầm khoảng 90-95% anh em. Đó. Bu xít. Bu xít phen xít. Phen phu xít cho anh em. Đó. Dàn phen này đánh ra dây rất là xa luôn. Đó. Rất là ít tổn dây. Chết luôn. Nguyên bộ phiên chết cho nè. Cái này độ cứng chỉ là chỉ ML thôi nha. Đó, ML. Thì anh em đánh chẽm, đánh lóc, đánh nháy hơi á. Đánh nháy thật thì có thể hơi mềm. Cán là cán bằng, cán được cao, bát là bát Fuji. Đó. Cái này dài 3 m nha mọi người, dài 3 m, hai khúc 3 m. Hàng này anh em đánh chép cũng rất là cảm giác luôn. Đó. Mưa gần đánh chép rất là cảm giác luôn. Thì cây Ryobi này được sản xuất tại, cái này chắc sản xuất tại Korea. Đó, hàng Ryobi nha mọi người. Đó, hàng này chuyên chức thị trường Nhật nha. Thì cây này dài 3 mét, đọt là 1 đi 6. Thì tải mồi từ 10 đến 35 gram, nặng là 260 gram. Giá công khai là 1.800.000 nha anh em. Đó, sổ dòng phân xích nha, giá công khai là 1.800.000. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Jackson. Đó, một cây sằng của Taiwan xuất Nhật, chất liệu rồi, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó, cây này dài 3m3, tải mồi từ 10 đến 35 gram, tải dây từ 10 đến 25 lb. Đó, chất liệu rồi, chất liệu carbon em, hàng carbon dạng sẵn hai da luôn, sẵn chìm nha anh em có thấy sẵn nó chạy ra trong. Cái này sổ dàn phen là dàn phen gold nha anh em, phen gold con xít luôn. Đó. Rất là ok anh em. Bát là bát Fuji gòn nha mọi người. Đó, bát Fuji tem hoàng xe ben. Đó, cán là cán bằng. Đó, rất là đẹp nha anh em. Hàng sản xuất tại Taiwan xuất cho thị trường Nhật, dài 3m3. Đó, chuyên anh em Lugan đánh lóc, đánh chẽm, câu chép. Nè, phen nữa này, cực kỳ ok nha. Thì cây này dài 3m3, nặng là 270 gram, đọt là 2 ly 3, tải mồi từ 10 đến 35 gram, tải dây từ 10 đến 25 lb, độ cứng là ML. Giá công khai là 2.200.000 nha anh em. Giá công khai là 2.200.000. Cây số 5 giá công khai là 2.200.000 nha anh em. Đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn, phen ok hết. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 lên cho người vẫn là một cây hàng của Ryobi, một cây hàng đời cao. Đó, cây Ryobi này một cây Ryobi phôi là phôi caro, phôi bông. Đó nè, Ryobi cán là cán 3 khúc đời cao nha nè. Đó, cán 3 khúc đời cao. Cây này còn cực kỳ nhẹ luôn, chỗ dàn phen là dàn phen Fuji Sit. Đó, bát là bát Fuji tem hoàng, phôi nó cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, thôi cây này khỏi phải bàn này, khỏi phải nó tới.
bô cũng đẹp, bô chống sắn luôn nha mọi người. Đó, bô chống sắn, bộ chống sắn mà bộ xít luôn, thì dạng carbon hai da sắn từ đít đến ngọn luôn nè. Cây này thì sản xuất tại Korea nha mọi người, sản xuất tại Korea. Cây này dài 3m3, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 8 đến 16 lb. À, mã có đầy đủ như em, nhắc tỉnh là 2 kg, nhắc tỉnh là 2 kg 5 nha mọi người, mã có đầy đủ. À, hàng sầu riêng xuất Nhật, có tem sức luôn, cực kỳ đẹp nha em, fan ship. Thì cái này cứng tương đương với ML, đọt là 2 ly, nặng là 180g, rất là nhẹ anh em, coi đề cao rất là nhẹ luôn, nặng 180g. Giá công khai là 2 triệu nha anh em. À, giá công khai là 2 triệu, cây số 6, giá công khai là 2 triệu. Hàng đẹp nha mọi người. Đó. Phen đề 3 là phen bóm. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây triple cross. Cây này còn túi nha anh em, full túi luôn. Đó. Cây này một cây cần của triple cross. Cây này là cây hàng của MyGrab nha anh em, hàng MyGrab. Fan là fan Fujitsu, fan bóm. Đây. Nhìn mẫu vàng fan bóm này cực kỳ ngầu nha anh em. Đó. Cây này thích hợp cho anh em Lugan, đánh lóc chẽm. Hàng MyGrab thì là hàng chuyên sản xuất hàng lô nha mọi người. Fan là fan chít, fan bóm hết nha. Nè. Phen chà bá luôn. Bô là bô xít trong sắn luôn nha mọi người. Đó. Phôi đi. Dạng phôi phôi hai da nha mọi người. Cần thì ngoại hình có xuất sắc thời gian nha. Đây, bô xít 30. Cần có xuất sắc thời gian. Chip một cốt hàng may ráp. Hàng may ráp này hàng lô khá là nổi tiếng nha mọi người. Thì em đọc thông số mình tham khảo, thì cây này là một cây may ráp dài 3m, độ cứng là độ cứng M đó, tải mồi từ 15 đến 24g, tải dây từ 8 đến 20 lb, hàng may ráp. Thì cây này nặng là chỉ có 205g thôi, đọt là 1 ly 9, độ cứng M. Độ cứng M này thì anh em về đánh lóc cũng rất là ok anh em, đánh lóc đánh chẽm luôn rồi, câu chép đó, đánh cha lại đánh cha, cảm giác cũng rất là ok, cực kỳ đẹp nha mọi người. Phen nguyên bộ phen mà phen xít bóm đây, nó kiểu rỉ ở đây tí nhưng không sao đâu, đánh cây này đánh bao ăn thua luôn á. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 1.8 triệu nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người, vẫn là một cây hàng của MyGrab. Cây này hàng full túi nè, full túi sách hướng dẫn luôn. Thì cây MyGrab này dài là 1m88. Lộc, cây MyGrab này dài 2m88 nha anh em, dài 2m88. Nặng là 180g, đọt là 1 ly 7. Thì cây này tải mồi, tải dây giá từ 8 đến 14 lb. Tải be từ 0.8 đến 2.0. Tải mồi từ 10 đến 30 gram nha mọi người. Đó, hàng này hàng cứng ML. Thì cái này trang bị là dàn fan Fujitsu. Đó. Xích green nè. Đó. Giá nó bán tại Nhật là 15.800 yên, nó ra tầm khoảng gần 3 triệu rưỡi tiền Việt Nam nha mọi người. Đến tôi cây cần cho anh em xem. Thì cái này thì đảm bảo với anh em là hàng chưa qua sử dụng luôn, hàng trưng bày, hàng sẵn dạng sẵn hai da anh em, sẵn nổ sẵn chìm ở trong á, anh em có thấy đây, phen là phen xít cho anh em đó, cực kỳ đẹp luôn. Phôi là phôi caro, mã có đầy đủ nha anh em. Soi từng bộ cây phen cho anh em xem, cực kỳ ngọng nè. Bô là bô chống sắn nha. Đó.
độ cứng cái này chỉ có ML thôi nha anh em, độ cứng ML thì đánh chẽm rất là ok, đánh chẽm đánh nháy hơi rất là ok luôn, dài 2m88. À, test tổ công cho anh em xem luôn. Cây này thì đẹp rồi, không còn gì phải bàn. Thì giá công khai cây số 8, giá công khai là 1.800.000 luôn nha mọi người. Đó. Cây số 8 giá công khai 1.800.000. Theo sẽ là cây số 9 nha anh em. Cây số 9 em lên cho mọi người quẳng một cây hàng của Minecraft. Cây này còn túi luôn. Đó, túi nó còn rất là chắc luôn. À, sạch tích thì cây Minecraft này có chiều dài là 2m88 nha mọi người, 2m88. Đó, nặng là 265g. Đọt là 1.6. Thì cây Minecraft này độ cứng nó tương, độ cứng nó sẽ là ML. Đó. Tải mồi từ 10 đến 30g, tải dây từ 8 đến 14 lb, tải dây BE từ 0.8 đến 2.0. Thì cây Minecraft này giá nó cao vì nó sử dụng fan là dạng fan Fuxysis Titanium. Đó. Anh em, fan Titanium. Cầm vô nó cảm giác cực kỳ nhẹ cái tay luôn. Đó. Chiếc Titanium thì cần sao thì báo quậy. Đó. Thì cây này mã có sức đầy đủ nha anh em. Cây này giá nó bán ra Nhật 23.000 ngang, nó ra tầm khoảng 5.3 triệu tiền Việt Nam. Đó. Thì cây này em lấy hàng trưng bày, hàng qua sử dụng, hàng cực kỳ mới luôn. Độ cứng cái này chỉ có ML thôi nha mọi người. Đó. Hàng này anh em về đánh nháy lùa nháy hơi. Đó, đánh chẽm. Fan Titanium Sheet nha anh em. Cực kỳ ngầu luôn. Carbon sẵn. Bô là bô chống sẵn luôn, bô Titanium luôn. Đó. Màu nó thấy khói khói chút anh em. Đó. Hàng chưa qua sử dụng còn rất là mới luôn nha mọi người. Bát là bát Fuji, đó, Minecraft. Rất là đẹp nha anh em, fan rất là đẹp luôn. Đó. Cứng mà là anh em thích hợp cho anh em lô chẽm, lô lóc. Thì anh em đánh lóc thì dạng này đánh lóc nháy hơi thôi nha mọi người, nháy hơi mò giả. Đánh nháy thật thì lấy mấy cây sao này nè, đánh nháy thật bạo lực. Đó. Rất là đẹp nha anh em, phôi cũng rất là ok luôn nha. Đây, cây Minecraft, cây số 9. Cây số 9 giá công khai là 2.500.000 nha mọi người. Đó. Anh em cần báo em chụp hình tận cảnh lên cho xem. Đó, cứng chứ có ML thôi nha. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. À, trang bị là dạng phen cánh bướm xít. Anh em, xít mà xít ngược nữa. Đó. Cây này thì nguyên hãng nó ra sao để quậy nha anh em. Đó. Fuji anh em. Đó. Bát là bát Fuji. Phôi là phôi sẵn, sẵn nổi. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây nè. Bô là bô chống sẵn luôn nha, bô chống sẵn xít luôn. Cần thì ngoại hình nó mới chứ, tầm khoảng 95% anh em. Cái này chưa qua sử dụng luôn. Hàng trưng bày nó chỉ thiếu cái túi đi về thôi. Thiếu cái túi cái hộp đi về thôi. Rất đẹp nha mọi người. Nè, để đi. Nhìn cực kỳ ok luôn ha. Nguyên bộ fan xít. Thì cây này dài là 3m11. Đọt là 2.5 ly. Tải mồi từ 16 đến 40g. Tải dây BE từ 1 đến 2.5. Thì tải mồi từ 16 đến 40. Tải dây từ 10 đến 20 lb. Cây này độ cứng M. Độ cứng M này thích hợp cho anh em đánh giá thật rồi. Đánh nháy thật nháy hơi, đánh chẽm cũng rất là ok luôn. Đó nè, fan nó đây nhìn cực kỳ ngầu nha. Cái này rất là mới nha mọi người, rất là mới luôn. Cái này một cây hàng của Shimano nha anh em, hàng của Shimano.
hàng Korea xuất nhập nha. Đó. Mã có sức đầy đủ lên nè. Game tip đó. Thì cái này giá công khai là 2.8 triệu nha anh em. Đó, cây số 10, giá công khai là 2.8 triệu. Đẹp nha. Là ba cây cuối cùng, cây số 11, 12 và 13. Thì ba cây này là ba cây hàng nội địa. Thì ba cây này là ba cây hàng của hàng Ban nha anh em. Hàng Ban. Thì anh em có chơi thì biết cái này hàng chuẩn nội địa Nhật luôn. Đó, cây này độ cứng là độ cứng M nha anh em, độ cứng M dài 2m56. Đó, độ cứng M dài 2m56. À, dài 2m58 nha anh em. Thì cây này full túi, hàng chưa qua sử dụng luôn, rất là mới. Cây này luôn sở hữu dàn phen là dàn phen Fuxit Titanium nha anh em. Anh em có thấy. Đây, đó. Đây, cản ra đây, hàng này chưa qua sử dụng anh em. Còn cực kỳ ngầu luôn. Hàng này anh em có thể đánh nháy thật cũng rất là ok nè, độ cứng M rất là cứng, phôi rất là cứng nha anh em. Rất là mới anh em. Bu là bu cũng Titanium xít luôn nha. Đó, xít luôn. Rất là đẹp. Hàng đẹp 3 đây. Đó. Hàng đẹp 330. Cái này là mới tầm khoảng 95% anh em, theo cái hộp giấy xác nhận thôi, rất là mới luôn, không có xuất xác gì hết luôn. Đó. Ban hàng nội địa. Cổng mít đây, xe ben. Thì cây này nặng là 200g. Cây này nặng 200g. Dài là 2m58. Tải mồi từ 10 đến 35g nha anh em, tải mồi từ 10 đến 35g. Tải dây từ 10 đến 25 20lb, giá công khai là 3 triệu nha anh em. Đó, cây số 11 giá công khai là 3 triệu. Tiếp theo là cây số 12. Cây số 12 vẫn là một cây ban hàng full túi luôn nha anh em. Đó. Độ cứng vẫn là độ cứng M. Thì cây này dài là 2m88 nha anh em, 2m88. Sổ quẩn sổ dàn phen là dàn phen Fuxit Titanium. Đó. Cây này quẩn chia anh em câu gần, đánh nháy thật. Đánh lóc. Lô chẻm. Đánh nhồng. Đó. Đánh mú cũng rất là ok luôn, hàng xếp đó nha anh em. Hàng cực kỳ mới luôn, đây nó có xuất xác. Cái này trong quá trình vận chuyển nó xước anh em, đó, phen nó cọ vào xiết, xước. Hàng rất là mới nha mọi người. Đó. Nè. Thì cây này dài 2m88. Nặng là 215g. Tải mồi từ 10.5g đến 35g. Tải dây từ 10 đến 20lb. Giá công khai cây này là 3.2 triệu nha mọi người. Đó, giá công khai cây số 12 là 3.2 triệu. Hàng cực kỳ đẹp anh em. Anh em cần báo em chụp hình tận cảnh cho anh em xem. Phen đây hả, nguyên bộ phen xít luôn, Titanium luôn. Đó. Rồi, tiếp theo em lên trong người là một cây cuối cùng, một cây hàng Ban nha anh em, cây cuối cùng hàng Ban. Thì cây cuối cùng em lên cho mọi người là một cây hàng ba khúc hàng Ban. Đó. Phun túi nha. Thì cây này vẫn giống như hai cây kia thôi, hàng này chưa qua sử dụng. Đó. Sổ dàn phen vẫn là dàn phen xít anh em, nhìn từ xa nhìn phen xít là anh em thấy liền, rất là chói nha anh em. Đó. Nhìn đã mắt luôn á. Phôi nó cực kỳ vậy luôn, hàng Ban này, hàng nội địa như nè. Đây. Chữ đây, Japan. Chất liệu là chất liệu carbon. Hàng cực kỳ mới anh em, hàng cực kỳ mới luôn, hàng trưng bày.
bát là bát Fuji, hai cái bọc này bọc ron luôn. Hàng xếp hết nha anh em, hàng cực kỳ mới luôn. Thì cái này dài 3m9, dài 3m9, bù anh em, nhìn bù cực kỳ đã không, sẵn tới đầu luôn. Cây này dài 3m9 nha anh em. Độ cứng cây này tương đương với MH nha. Độ cứng MH. Bằng. Đây nè. 13 feet. Cây này 3m9 nha anh em, dài 3m9. Thì cái này dài 3m9, nặng là 395 g, đọt là 2 ly 5, tải mồi từ 10 đến 50 g, tải cục mồi 50 g luôn. Thì tải dây từ 10 đến 20 lb, giá công khai là 4 triệu nha anh em. Giá công khai cây số 13 4 triệu. Thì cây này anh em đánh gần, đánh lóc gừng, săn hàng, đánh bạo lực, đấy cái này đánh độ cứng nó ra tầm khoảng HMH, rất là cứng nha anh em, chặn cứng. Tải mồi là 50 g này. Đó. Rất là đẹp anh em, fan ship. Hàng chưa qua sử dụng anh em cần báo em chụp hình tặng cảnh cho anh em xem nha. Rồi, cảm ơn anh em. Đó là tổng cộng 13 cây cần em đưa cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào để chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi.